nhiêu? À, mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé, đang sống với em một bé và một bé sống với mẹ. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình con này con kia. À, vấn đề ở đây là em không ngại nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Dương Quân Tiến, hiện tại là 34 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Tuyến là làm về gì ta? Dạ em làm bên thiết kế về thiết bên kế. Nội thất. Bây giờ mời mình nhà gái. Đến với nhà gái nè. Dạ em là Lê Thị Hà, em sinh ra ở Đồng Nai, hiện tại em ở và làm việc ở quận 7 ạ. Sinh năm 89 ạ. Làm gì Hà? Dạ em làm nhân viên chăm sóc khách hàng tổng đài ạ. Rồi bây giờ Tuyến nói một chút về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Về ưu điểm của em thì có thể là biết lắng nghe, chịu học hỏi, có thể là học hỏi bất cứ mọi thứ. Học bất cứ cái gì, học rất nhanh đúng không? Vâng. Khuyết điểm của em thì có lẽ là hơi nóng tính và vội vàng. Bây giờ chị mình đến với ưu điểm và khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ vâng. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi, cũng như là lắng nghe sự chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì hay hờn vô cớ một chút. Với lại sống hơi nội tâm một chút á, kiểu cảm xúc mình không thể kìm nén được á. Đường tình duyên của Tuyến sao? Đường tình duyên của em cũng hơi lận đận một tí thôi. Lận đận là lận đận thế nào? Cũng trải qua cũng hai mối tình. Hai mối hả? Vâng. Mối dài nhất nhiêu? Mối dài nhất thì cũng được khoảng 7 năm, 8 năm. Yêu nhau rồi có tính tới cái chuyện kết hôn chưa mà? Dạ có rồi chị. Thế thì bạn có em bé chưa? Dạ có được một bé, đang sống với em một bé và một bé sống với mẹ. À, tức là có vậy là hai bé luôn. Vâng, đúng rồi. Con lớn nhất là mấy tuổi rồi Tuyến? Dạ bé 8 tuổi ạ. Ở với mẹ? Vâng, đúng rồi. Bé nhỏ nhất thì được 4 tuổi ạ. 4 tuổi ở với ai? Đang ở với em ạ. Hiện tại thì mẹ bé đang ở Cà Mau. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà vấn đề lớn nhất của em ở đây là chuyện con cái sau này. Thật sự là đang phân vân không biết là cái người tiếp theo có được sự bảo bọc con mình hay không, hay là có sự phân tách giữa con mình con này con kia. Một chút mình sẽ hỏi quan điểm của người bên kia thôi. Đó là do mình. Đó là do mình. Nhưng mà bây giờ là mình ở với ai nữa? Là chỉ có hai cha con chăm hai nhau cha con thôi. Không, hay là có hiện ai tại phụ thì em gửi bé về nội cũng được 2 năm rồi. Nội ở đâu? Nội ở quê miền Tây ạ. Miền Tây là ở đâu? Dạ hiện tại thì quê nội đang ở Cà Mau. Vậy thì em Sài Gòn một mình? Vâng đúng rồi. Thuê nhà hay là? Hiện tại thì trên đây em ở cùng với một anh trai. Là nhà của anh trai? Dạ đúng rồi. Chút xíu nữa mình hỏi tiếp, tại vì Lan cũng có rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi bạn đó. Chút xíu là nhà gái sẽ hỏi tiếp. Đường tình duyên của mình xa. Dạ đường tình duyên thì cũng hơi đào hoa một chút. Nhưng mà chính thức thì cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì chắc tầm 3 năm. Mối tình thứ hai thì chắc khoảng 2 năm ạ. Dạ, nhưng mà nãy giờ em nghe bên kia tâm sự là đã ly hôn rồi. Dạ, và hiện tại đang ở với con. Nói chung hoàn cảnh bên kia cũng tội nghiệp lắm như vậy á. Thì em có ngại không? Vấn đề ở đây là em không ngại. Nhưng mà em thấy ảnh là người ngại. Có nghĩa là ảnh chưa sẵn sàng giống như cho một mối quan hệ. Anh không nghĩ là mình thương cô ấy cũng thương mình và sẽ thương con mình. Mà anh cứ lo sợ là không biết là cô ấy có thương con mình hay không. Lo sợ đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên là một tí nữa các bạn sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Đừng có nghĩ biết đâu người ta lại yêu thương con mình còn hơn mình nữa đó. Có những cái người phụ nữ như vậy chứ bộ. Đúng rồi. Bây giờ em trai nè, em muốn tìm một mối tình tiếp theo như thế nào? Biết chia sẻ, lắng nghe và quan tâm. Còn về ngoại hình thì nói chung là cũng chiều mến tí để sau này mà phụ cho công việc của em. Sau này có nụ cười dễ thương nè, mái tóc cũng tương đối là dài. Nụ cười rất là xinh, rạng rỡ. Giọng nói thì rất là... Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào nhà gái, dễ thương. Dễ thương lắm. Đúng rồi, mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng thế nào? Tại vì là con cũng hơi cao và hơi to con. Con cũng muốn là bên đó cao 1m7 trở lên. Không nhuộm tóc thì càng tốt. Con cũng, nhà con thì cũng không thích hình xăm và con cũng không thích. Không hút thuốc thì càng tốt hơn nữa. Dạ, chủ yếu là phụ nữ mà, lúc nào cũng muốn được quan tâm, được lắng nghe và chia sẻ. Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Có thể là 90%. Bây giờ mình đi với ai vậy?
hai người chị. Nhưng mà hai người chị đang bận tí việc là không có qua được ấy. Được dạ rồi. Không sao, có chú Quyền Linh. Mình đi với ai cơ? Dạ, em có chị Ngọc Lan. À, dễ thương quá. Khỏe re. Bên đó có Ngọc Lan, bên đây có Quyền Linh. Mở rào. Trai bên đó dễ thương á, chị thấy ok. Bắt đầu đi em trai. Mạnh dạn lên nào. Đây, em có món quà dành tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Hình trái tim nha mọi người. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước đi ạ. Anh nhường quyền cho em. À, anh nhường quyền em hả? À, thì em nhìn anh thì cũng dễ gần, cũng hiền. Dạ vâng, nói chung là cũng có rung động. Còn nhà mình có mấy anh em ạ? Anh thì bốn chị em. Dạ bốn chị em. Anh Út. Anh Út à? Em cũng Út. Nhà em thì năm anh em. À, quê của mình là ở Cà Mau luôn hả? Đúng rồi, quê anh ở Cà Mau. À, em thì quê em ở gốc thì ở Bình Định. Anh có sợ giỏ Bình Định không? Cũng hơi sợ đó. Nhưng mà vậy có giỏ hả? Nói hù cho vui thôi chứ em sẽ ở Đồng Nai. Không biết giỡn đâu. Cảm ơn vì quê đã Đồng Nai. Dạ. Chứ anh sợ hơi bị sợ về môn võ của Bình Định ấy. Dạ vâng. Hồi nãy có một cái ý em nói là em mong có một người bạn gái có cái nụ cười xinh để hỗ trợ cho công việc của em. Dạ, tại vì cái định hướng của em á, lúc trước cũng đã từng có công ty nhỏ nhỏ rồi. À, nhưng mà sau cuộc khủng hoảng thì em tới bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang ngưng động. Chắc có lẽ là trong một năm tới hoặc hai năm tới thì em sẽ xây dựng lại. Rồi liên quan gì tới nụ cười xinh của bạn gái? Thì cũng có thể là phụ giúp công việc cho em ấy. Gặp đối tác hoặc là khách hàng này kia nọ. À, là đi cùng là... em. Vâng, đúng rồi. Đồng hành cùng em đi suốt quãng đường còn lại thôi. Dễ thương. Em, anh hỏi vấn đề này nhé. À, về vấn đề về con ấy, hiện tại đang nuôi một bé. Bé trai, 4 tuổi. Cũng kháo khỉnh lắm. Thì em cảm nhận như thế nào nếu mà mình có con riêng như thế? Đối với em thì nó rất là không có cái vấn đề gì to tát cả. Quan trọng là cái người đàn ông như thế nào thôi. Em rất là thương trẻ con. À, nhà em thì hiện tại mới có 3 cháu thôi. Nhưng mà 3 cháu đều là lúc nhỏ là đều là em chăm cả. Nên là em rất là thương con nít. Dạ vâng. Nên là anh đừng lo nghĩ về vấn đề đó. Nên là có cái gì được anh cứ chia sẻ. Anh đừng nói à cái vấn đề đó không biết là cô ấy có chấp nhận hay không hay là gì. Anh phải chia sẻ thì mới hiểu nhau được. Em rất là hiện đại luôn đó em gái. Dạ. Hay đó. Thì cũng nhiều lúc mình cũng lo ngại vấn đề đó. Dạ, tại vì ạ. Thời buổi bây giờ nó cái gì nó cũng phát triển hết. Ví dụ mà con cái thì nó hơi nghịch tí. Dạ. Thật là nhiều lúc mà em không chịu được cái tính con nít á. Con nít thông minh thì mới hiếu động. Mà mình thương nó thì nó sẽ thương mình thôi. Vâng, đúng rồi. Anh cũng có quan điểm như thế. Dạ vâng. À. Nếu như bây giờ em kết hôn một lần nữa thì dự định về con cái của em như thế nào? Chắc chắn em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em có dự định đem con lên ở cùng với em hay không? Cái điều đó là tất nhiên em sẽ mang con em lên. Ừ. Tại vì ngay lúc đầu em đã lựa chọn chọn con. Nên em cũng dự định là nếu mà sau này nó ổn ổn tí mình sẽ đem con lên. Nếu như mà cái anh phát triển bên nội ngoại thất thì công việc của em hiện tại là làm bên chăm sóc khách hàng đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu như mà phụ giúp công việc cho anh ấy, em có thể là chuyên về bên mạng đó, ok chứ? À, nói chung là em cũng thích về kinh doanh. Ừ. À, cũng có dự định là sẽ kinh doanh. Và khi mà lập gia đình thì em cũng muốn kinh doanh một cái gì nhỏ nhỏ để vừa chăm sóc gia đình mà vừa làm công việc của mình. À, không muốn giao con cho mình cho ai cả. Điều đó anh rất thích. Trời ơi, hai bạn này. Đúng với một người chăm sóc khách hàng, nói chuyện rất là vừa lòng. Tôi thấy tôi chịu đàn gái vừa lòng nhưng mà rất là chân thành rất nha ông Mai luôn. Chứ không phải là để vừa lòng khách hàng không đâu. Bây giờ em trai, em bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó, mình giao lưu cảm xúc, giao lưu âm nhạc chút xíu rồi mình nói gì đó để mình cảm nhận về người đối diện. Cho mình nắm bàn tay em nhé. À, dạ. Đó, hai tay nắm hai sao tay anh lạnh quá vậy? Mắt. Nắm hai chắc tay có lẽ là gần em nó sẽ lạnh. Dạ. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ mong, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, dù hoang tàng lãn quên nơi cuối đơn có em ghen chờ đợi anh. Mời nhà gái.
Dạ. Nói một cái điều gì đó tận sâu trái tim của mình về người đối diện. Anh mong là anh suy nghĩ cho kỹ nha. Anh đã xác định mới lên tới đây. Anh mong thì là... đúng là ai xác định cũng mới lên tới đây. Nhưng mà xác định cho kỹ chứ em khó lắm á. Điều khó thì mình phải tìm hiểu mới biết cái khó điểm nào để mình chia sẻ và rỡ ra. Ok, khó mà không buông thì em chịu ạ. Rồi, ok. Em gái thông minh đấy. Chúng ta đang đối diện với khán giả hàng triệu người và bạn bè người thân. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Chúc chúng ta sẽ có một mối tình trọn vẹn, hoàn hảo. Bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Đây, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận. Mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy, dạ. 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng, dạ, dạ. Cái này quan trọng lắm phải không? Dạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông. Với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ. Với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? Dạ chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay thì cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra anh có gia đình? Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh đánh dấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha. Lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ đúng. Nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào?
Dạ, mẫu người lý tưởng của em á là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ, khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ, điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại á chị. Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi, vậy anh bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mọi người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi á chị. Vậy á hả? À. Dạ, ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy. Mà đúng, chơi đẹp là phải mê chị. Đúng, chơi đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là hả, em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc nội trợ, hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, được vậy, cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và keyboard. Hay, có keyboard không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi không có keyboard ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông keyboard lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình mà có gì đâu. Dạ không, keyboard bên ngoài thì được anh, đừng keyboard với em. Đúng rồi, keyboard với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà lúc người yêu cũng đừng keyboard anh. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai. Nha, vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm, nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm, mình ở chung nhiều khi ba mẹ phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời tóc màu đen mà ha. Dạ. Được, có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc cỡ 1 năm chị. Có làm dâu không em? Dạ có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà vậy. Chắc khoảng chừng 1 tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương, đẹp trai đẹp gái như nhau. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai, hơi xa. Bây giờ vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe cằn nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ rồi, con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên... chào chị Quỳnh Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quỳnh Linh, chị Quỳnh Linh, chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. Nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho nhau cơ hội, tùy Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là ta mở màn lên, mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Đấy, cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh.
thấy em sao? Em nhìn dễ thương. Chỉ dễ thương thôi à? Em thấy anh run quá ha. Anh mới sốt vậy em. Không sao đâu, em điều dưỡng mà, anh yên tâm đi. À đúng rồi. Bây giờ bạn trai run quá, em có tiết mục văn nghệ gì em tặng bạn trai với tặng mọi người đi. Cho bạn đỡ run, cho bạn nhịp tim ổn định chút, chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ, thì tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt run lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ. Ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã, hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Vẫn sốt em ơi. Vẫn sốt. Dạ. Bây giờ em có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Anh nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa, phải cấp cứu luôn á. Vậy làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ, em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À, được. Hết sốt chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em. Thì công việc của anh á là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh. Nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi... con gái mà, nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi buổi tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chụp mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được, anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Là giờ đó anh rảnh rồi. Giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em điện anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên, câu bạn mà tiến cho tới. Anh cơ hội thì nó dễ quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững vậy trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi thôi huyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không, cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác. Chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em.
Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ, thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi, em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn.